Chúng tôi đang ở tại một cái di tích di chỉ Chăm cực kỳ đặc biệt. Làng làng Mỹ Xuyên. Làng này có cái nghề truyền thống tạc tượng nổi tiếng của Huế, nằm bên dòng sông Ô Lâu. Ở đây có một cái bùi giữa. Chúng tôi đang đứng ở phía sau của cái ngôi miếu. Dân làng dừng lại ở phía sau của ngôi miếu. Chúng tôi vừa đi qua hồi nãy là một cái di chỉ của Chăm. Mà còn một cái tượng mà nhân gian gọi là Phật Lôi. Đây là toàn bộ các cái tảng đá. Chúng tôi vừa gặp cụ ông của làng Mỹ Xuyên. Cho hỏi cụ là tên gì nhỉ? Dạ, tôi là Bùi Quang Quân, trưởng ban hộ tự. Bùi Quang. Bùi Quang Quân, trưởng ban hộ tự của Niệm Phật Đường Sông Mỹ. Niệm Phật Đường Sông Mỹ. Trưởng ban hộ tự Niệm Phật Đường Sông Mỹ. Sông Mỹ. Dạ. À, đúng vậy, đây là Mỹ Xuyên à? Dạ, Mỹ Xuyên tức là sông Mỹ. À, Mỹ Xuyên là sông Mỹ. Cho thầy hỏi thì là cái miếu mình đây là gọi là miếu Bà. Miếu Bà xưa. Miếu Bà Tám Tay xưa gọi Ngày là miếu xưa tự nhiên. dạ, tự nhiên. Tự nhiên có nghĩa là từ lâu đời nó đã Dạ, có rồi. từ lâu đời. Cho nên À. khi là chúng con là thuộc diện có như là hậu sinh Dạ. như sau được thì có như Mình có mấy cái ông tích gì đây trên không? Mình trên cha ông đây có kể lại cái tích gì không? thì có như ngày xưa chứ rồi thôi bạch thầy là À sao dạ. còn chúng con thì có như À, hậu sinh sau đi vào trong 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 đi trong trong xin tường mời đó ai ai thầy bạn. à. Đây là một di chỉ Chăm cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà dưới cách nhìn của người Việt thì gọi đây là Phật Bà, là Bà Chúa. À, Phật Bà Tám Tay, còn gọi là Bà Chúa. Anh chị, đây, quý biệt biệt đây là cái tượng nguyên khối, cái tượng Chăm, một cái di chỉ Chăm còn lại mà một cái tượng mà nguyên khối ở như vậy là cực kỳ quý hiếm. À, vì nếu mà di chỉ Chăm ở đây là trên 2.000 năm tuổi, nó phải trên 2.000 năm tuổi, thì ít nhất nó phải trên 700 năm tuổi. Vì rõ ràng mà từ năm 1306 mà khi Trần Nhân Tông Lý mà hai châu Âu Lý về cho Đại Việt thì là không còn nữa, mà 500 năm là không còn. Tại ít nhất mà từ đời Lý vô Lý Thần Tông năm 1069 mà lấy hai châu này về cho Đại Việt thì là đã là 1.000 năm rồi. Mà cái gì đây là một gì giữa một cái lòng xã hội, giữa là một cái lòng văn hóa Việt mà tất cả những cái di chỉ chấm còn lại như vậy là cực kỳ hiếm. Vì thấy đây là một khối đá tạc đứng trên một đôi hài rất là tự nhiên. Vì thấy quý vị biết đây thì do đi cho này dân là sơn lại thôi. Thì theo tôi đề nghị là nên 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 nên, nên trả về ngài cho ngài trả ngài về cho cái khối tượng đá tự nhiên thì sẽ đẹp hơn. Vì thế đây là một cả một khối đá rất là lớn đây. À giờ mình gọi đây là Niệm Phật Đường. À thuộc điểm sông sông Bì Quạt. Nhưng mà đây còn sắc phong gì không? Ở đây còn sắc phong gì không? Thì cái nhà hỏi có không được hiểu lắm đi trên đường ngang đó thôi cho nên à, dạ. Thì có trả lời. Nhưng mà cái đình của mình là đình làng của mình có sắc phong không? Dạ, có đình làng ở ngoài đường thì có sắc phong. Là có sắc phong. Dạ, có di tích của làng ở đình Thăng Hoa ngoài ở Mà có sắc phong là sắc phong của vua sắc không? À. Đấy quý vị thưởng thức lại hai bên đây có hai câu đối. Kim thân thường phát hiện chữ hiền là đại hùng đại lực Phật như tiên. Đây là người người đây là thành người Việt rồi, từ tiên cứ cho rằng tiên là như Phật. Anh kia là ngọc cốt bất trường mai chỉ tinh kim từ cổ. Nhưng mà phải nói rằng là cái tượng Chăm quá tuyệt vời, một cái di chỉ Chăm trên 2.000 năm tuổi mà cái tượng điêu khắc còn nguyên vẹn như vậy, cầm một khối còn nguyên vẹn. À, gọi là đá sinh, gọi là đá sinh, à, dân gian này gọi là đá sinh. Thì làm con đấy là cũng làm điêu khắc nhưng mà tiền tràm tường này cái bằng gỗ nhưng mà đấy là À, đây là tự nhiên, ra cụ gọi là đây là tự nhiên sinh, ngài tự nhiên sinh. Cái hay là ở đây là còn một cái thờ một cái tượng tượng di chỉ của cha Chăm
Và dân gian đây quan niệm là tượng là tự nhiên sinh chứ không do ai chạm cả. Thành từ cái làng đây là cái làng Bị Xuyên, quý vị biết là làng Bị Xuyên là một cái làng nghề chạm nổi tiếng. Nó thuộc bây giờ là ngày xưa là thuộc về làng Quạt, bây giờ thuộc về hàng như tôi đi vào đây tôi thấy cái lá cờ Phật giáo. À dài à về sắc Liên Hợp Quốc à bên con là Trang Hoàng ở ở đây à dài làng con là có một niệm Phật đường và có ba chỗ ở đây là ba là có gì tự nhiên chứ còn trên đây có ngài Địa Tạng đường lên ở trên mè có ba quan âm vô